bối cảnh, lý do vì sao mà ban chấp hành trung đoàn khóa 10, ban tổ chức đại hội quyết định xây dựng, lựa chọn 3 phong trào, 3 chương trình để báo cáo với đại đoàn toàn quốc lần thứ 11. Ta cùng trao đổi, thảo luận và quyết nghị để thực hiện 3 phong trào và 3 chương trình trong giai đoạn 5 năm tới. Thứ hai là báo cáo với các đồng chí những nội dung quan trọng, những giải pháp lớn để triển khai 3 phong trào và 3 chương trình. Thứ ba là nêu thêm một số cái lưu ý, một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện các cái nội dung và các giải pháp. Và đặc biệt là thứ tư thì tôi trao đổi thêm một số vấn đề liên quan đến cái việc thực hiện các cái đề án trọng điểm của đoàn trong giai đoạn 2017-2022. Thứ nhất là bối cảnh hay là căn cứ, lý do vì sao mà ta lại chọn 3 phong trào và 3 chương trình để triển khai trong giai đoạn 2017-2022. Thì có thể nói là tiếp cận về hai phương diện là cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn thì có rất nhiều vấn đề chúng ta cần bàn để tính toán cái phong trào hoạt động cách mạng của đoàn trong từng giai đoạn. Nói đến phong trào của đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thì nói đến những hoạt động có định hướng chính trị do đoàn khởi xướng, dẫn dắt và được đông đảo thanh thiếu nhi hưởng ứng. Như vậy thì để có một phong trào do đoàn tổ chức theo đúng nghĩa thì phải đảm bảo được 3 yếu tố. Thứ nhất là phải do các cơ quan lãnh đạo của đoàn từ cái việc nghiên cứu lý luận, từ cái việc đúc kết thực tiễn để hình thành nên. Thứ hai là phải có tính định hướng chính trị rõ ràng, và đặc biệt thứ ba là phải đáp ứng cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở từng cơ quan đơn vị, từng địa phương, và đặc biệt là phải thu hút được cái sự tham gia của đông đảo các đối tượng thanh thiếu nhi, các tầng lớp thanh niên trong xã hội, và như vậy thì phong trào mới thành công. Và thực tiễn cái phong trào hoạt động cách mạng của đoàn chúng ta qua 8-7 năm vừa qua thì cũng tiếp cận theo cái hướng như vậy. Các đồng chí nghiên cứu lại quan điểm của Đảng rồi tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh liên quan đến công tác thanh niên thì đều nhấn mạnh hai cái khía cạnh. Thứ nhất là phát huy, thứ hai là bồi dưỡng thanh niên. Trong điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thì cũng quy định rất rõ về chức năng của đoàn. Đấy là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội quân xung kích cách mạng, đồng thời cũng phải là đại diện để chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của tuổi trẻ, tổ chức động viên đoàn viên thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời thì cũng phải phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành để thực hiện cái việc chăm lo bồi dưỡng cho thanh thiếu nhi. Như vậy thì hai cái thứ mà liên quan đến phát huy thanh niên và chăm lo bồi dưỡng thanh niên thì chúng ta đã thực hiện qua rất nhiều năm vừa qua, và cũng đúng với lại tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với công tác thanh niên. Về cơ sở thực tiễn thì có thể nói là sau 10 năm triển khai phong trào năm xung kích phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, và trong 5 năm vừa qua thì chúng ta có điều chỉnh để bỏ số 5 và số 4 đi, tạo cái không gian mở hơn cho cơ sở là xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Thì ta thấy là chúng ta vẫn tiếp tục cái tứ, cái mạch liên quan đến hai cái vế, một là phát huy thanh niên, hai là chăm lo bồi dưỡng thanh niên. Tuy nhiên là tổng kết lại 10 năm thực hiện hai phong trào và đặc biệt là trong 5 năm vừa qua thì chúng ta cũng nhận thấy là có những cái vướng mắc, có những cái khó khăn, kể cả trong công tác tổ chức thực hiện, kể cả trong công tác chỉ đạo, ngay cả trong công tác tổng kết thực tiễn thì chúng ta cũng gặp phải một số cái vướng. Tôi lấy ví dụ một số cái vướng trong cái triển khai hai phong trào này để báo cáo thêm với các đồng chí. Lý lẽ vì sao mà chúng ta lựa chọn cái phong trào giai đoạn mới là 3 phong trào như vậy. Trong quá trình thảo luận để chuẩn bị cho văn kiện đại hội thì cũng có ý kiến, cũng có đơn vị, cũng có cá nhân các đồng chí ủy viên ban chấp hành nói rằng là phong trào hành động cách mạng của đoàn thì nên ổn định, thời gian triển khai nên dài để anh em cơ sở thấm ngấm rồi nó thành phong trào chung, nó thành sự hiệu triệu, thành hiệu ứng. Chứ cứ thời gian ngắn chúng ta lại điều chỉnh và thay đổi phong trào thì lại khó cho cái chuyện cơ sở tiếp nhận và triển khai thực hiện.
Nhưng mà thực chất chúng tôi nghiên cứu lại cái quá trình triển khai phong trào cách mạng của đoàn thì nó có hai vấn đề. Một là cứ định kỳ chu kỳ khoảng 10 năm thì chúng ta phải điều chỉnh phong trào hành động cách mạng một lần để phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, của thanh niên trong từng cái giai đoạn. Và thứ hai là bối cảnh mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới thì bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh phong trào để hiệu triệu được thanh niên để đóng góp vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đấy, thì lần này từ cái khó khăn, cái vướng mắc, những cái hạn chế trong triển khai phong trào 5 năm vừa qua thì tôi thấy nổi lên ba cái vấn đề chủ yếu sau. Thứ nhất là khi chúng ta xác định nội hàm của năm xung kích và bốn đồng hành ở trong từng phong trào thì thấy rằng là nó có sự đan xen và chồng lấn lẫn nhau giữa các nội dung xung kích với nhau, giữa các nội dung đồng hành với nhau, rồi có những vấn đề là lẫn giữa đồng hành và xung kích, đôi khi tách bạch ra nó rất rõ ràng, nó rất không rõ ràng. Trong chỉ đạo khó, trong báo cáo số liệu có khó, và trong tổng kết cũng rất khó. Cái này các ông chí ở cơ sở ở thực tiễn thì thấy rất rõ cái việc này. Cái thứ hai là nếu mà triển khai đồng loạt được cả 9 nội dung như vậy xuống đến cơ sở thì còn khó hơn nữa. Chúng tôi đi xuống kiểm tra công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi ở cấp xã thì cũng thấy anh em chuẩn bị một cái báo cáo có đầy đủ 5 nội dung xung kích, 4 nội dung đồng hành. Nhưng mà đọc vào thì nó không có nội dung. Và thực tế tìm hiểu thực tiễn tại cơ sở thì thấy rất khó để anh em triển khai được đủ 9 cái nội dung này. Trong khi cái nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất tại địa phương thì tổ chức cơ sở đoàn đấy vẫn phải làm, vẫn phải thực hiện gắn với sự chỉ đạo của cấp ủy. Thì đấy là một cái vương. Cái vương thứ hai là khi mà chúng ta triển khai các nội dung này thì nó có sự chồng chéo giữa phong trào nhánh trong từng khối đối tượng với phong trào chung, và đôi khi nó không tạo thành cái hiệu ứng, không tạo thành cái sức mạnh tổng hợp ở từng khối đối tượng, ở từng nội dung của triển khai phong trào. Tôi lấy ví dụ như là trong từng đối tượng thanh niên thì chúng ta có các phong trào riêng, trong sinh viên thì chúng ta có sinh viên năm tốt, trong thanh niên công nhân thì chúng ta có phong trào bốn nhất, trong thanh niên công chức viên chức thì chúng ta có phong trào là ba trách nhiệm, rồi học sinh trung học phổ thông, học sinh trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề, thanh niên lực lượng vũ trang đều có phong trào riêng. Mỗi phong trào đều có sự tổng hợp ở từng cái nội dung xung kích và từng nội dung đồng hành, và như vậy thì nó có sự đan xen chồng lấn giữa phong trào nhánh trong từng vùng đối tượng với lại các cái phong trào, năm cái phong trào trong nội dung xung kích và bốn cái nội dung đồng hành. Vấn đề thứ ba chúng tôi thấy cũng vướng mắc trong quá trình mà chúng ta thực hiện hai cái phong trào nhiệm kỳ vừa qua, đấy là cái tứ liên quan đến phát huy thì chúng ta làm tốt, nhưng mà bốn cái nội dung đồng hành thì có nội dung chúng ta làm tốt và có nội dung chúng ta làm chưa tốt. Trong đánh giá tại đại hội vừa rồi thì các ông chí cũng đã tham gia, đã thảo luận. Do là chúng ta để thực ra bản chất của cái chuyện đồng hành là cái chuyện tổ chức đoàn phải chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ cho thanh thiếu nhi, chứ nó không hẳn là một cái phong trào chung, bởi vì trong đấy có những đối tượng thanh niên cần được thụ hưởng, có những đối tượng thiếu nhi cần được thụ hưởng. Và nếu ta đặt như vậy thì không phát huy hết được cái vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn ở từng địa phương, từng đơn vị, và như vậy cái phần đồng hành chúng ta bị yếu hơn so với phần phát huy, trong khi quan điểm lãnh đạo của đảng, rồi quan điểm chung, vai trò chức năng nhiệm vụ chung của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được quy định trong điều lệ đoàn thì ta phải cân bằng được hai cái này, lấy cái chuyện chăm lo, lấy cái chuyện bồi dưỡng, đúng không, để tạo lên một cái lớp thanh niên tốt, lớp thiếu nhi tốt, thì từ đấy ta mới phát huy họ được. Thì từ ba cái đấy thì tôi thấy là cộng với cái bối cảnh yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, đặc biệt là khi chúng ta thực hiện cái việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khi chúng ta đứng trước những cái thách thức mới về an ninh phi truyền thống, bảo vệ chủ quyền của đất nước, khi chúng ta đang bước vào cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì chúng ta cần tính toán một cái tên gọi mới, một cái nội hàm mới, một cái cách tiếp cận mới và các cái giải pháp mới để triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn phù hợp với nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của các bạn thanh niên và phát huy được thanh niên cách tốt nhất,
trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Từ đấy thì chúng tôi suy nghĩ là cái chuyện triển khai ba phong trào cách mạng và ba chương trình đồng hành thanh niên là phù hợp với cái điều kiện và bối cảnh hiện nay. Sau đây thì tôi giới thiệu với các đồng chí những cái nội dung mới liên quan đến ba phong trào và ba chương trình. Thứ nhất là về tên gọi, thì tên gọi thì theo hướng là rõ ba phong trào và ba chương trình, tạo sự thống nhất trong cách hiểu và cách gọi tên của phong trào. Đó là gây dựng phong trào để phát huy thanh niên, tổ chức chương trình thì để chăm lo và bồi dưỡng thanh niên, và làm tốt cái công tác chăm lo bồi dưỡng thanh niên thì chúng ta có những thanh niên ưu tú, chúng ta có những thanh niên tốt để tiếp tục phát huy các bạn thanh niên này vào cái câu chuyện tham gia hoạt động chung của đoàn, hội, đội và tham gia vào cái chuyện phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Thứ hai là về quan điểm thì nghị quyết đại hội cũng chỉ rất rõ. Thứ nhất là thiết kế phong trào thì phải đảm bảo được cái rộng khắp, có tính định hướng, dẫn dắt, thiết thực, hiệu quả và đặc biệt là lan tỏa và để lại giá trị bền vững. Phát huy được tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Mặt khác thì cần nghiên cứu giá trị và mối quan hệ giữa các phong trào chung với các phong trào nhánh trong từng khối đối tượng thanh niên của giai đoạn tới. Trên thực tế thì còn những phong trào nhánh, còn những cái phong trào riêng trong từng khối đối tượng đang rất hiệu quả và phát huy tác dụng tốt. Thứ hai là phong trào thì phải gắn với cái chuyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đoàn tại đơn vị, tại địa phương, của từng khối đối tượng. Thanh niên lực lượng vũ trang thì có nhiệm vụ chính trị khác, đúng không? Thanh niên trong doanh nghiệp thì các đồng chí có nhiệm vụ tham gia cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, được xây dựng thương hiệu uy tín của doanh nghiệp. Và thanh niên trên địa bàn dân cư thì cũng có những nhiệm vụ chính trị riêng. Và cái thứ ba là quan điểm là chúng ta tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù, các phong trào nhánh còn hiệu quả trong từng khối đối tượng. Cái này nghiên cứu chương trình hành động thực hiện nghị quyết thì các đồng chí sẽ thấy rất rõ. Trong sinh viên chúng ta vẫn tiếp tục duy trì phong trào sinh viên năm tốt, rồi học sinh ba rèn luyện ở trong khối trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề, rồi học sinh ba tốt ở trong khối học sinh trung học phổ thông, phong trào ba trách nhiệm ở trong khối cán bộ công chức viên chức, hai phong trào riêng của thanh niên công an, thanh niên quân đội trong lực lượng vũ trang. Như vậy thì những phong trào nhánh và phong trào đặc thù còn có giá trị và đang phát huy tác dụng trong từng khối đối tượng, chúng ta vẫn tiếp tục giữ và duy trì. Thì đấy là về quan điểm xây dựng. Đấy, thứ hai là phân tích một số điểm mới của ba phong trào và ba chương trình. Chúng ta thấy là thứ nhất là lần đầu tiên chúng ta nâng cấp cái mà lâu nay chúng ta gọi là phong trào thanh niên tình nguyện thành một phong trào chung của toàn đoàn, của tất cả các đối tượng, tất cả các lĩnh vực, tất cả các địa bàn. Tính từ năm 2000 đến nay, thời điểm đầu tiên mà ta chính thức thực hiện cái phong trào thanh niên tình nguyện. Thực ra phong trào thanh niên tình nguyện thì khởi nguồn thì tổng kết 15 năm chúng ta đã có đánh giá được ngày rồi. Ở hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gắn với lại ánh sáng văn hóa hè, gắn với lại chiến dịch mùa hè xanh, thì chúng ta bắt đầu khởi nguồn cho một cái phong trào mới và sau này tổng kết lên thành phong trào thanh niên tình nguyện và bắt đầu chính thức thì từ năm 2000. Tuy nhiên từ năm 2000 cho đến năm 2017 thì các chị thấy là phong trào thanh niên tình nguyện chỉ được nhắc đến như là một phong trào nhánh ở trong cái xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, và được tổ chức một cách định kỳ gắn với các cái chiến dịch tình nguyện cao điểm như là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sau này, để gắn với tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, vân vân. Còn bây giờ chúng ta nâng cấp lên thành một phong trào chung cho toàn đoàn sau khi chúng ta đã tổng kết phong trào thanh niên tình nguyện, thì đây là một cái nét rất mới, một nét rất mới. Về nội hàm của phong trào thì lát tôi sẽ báo cáo kỹ và chi tiết với các đồng chí. Nhưng mà rõ ràng là từ một cái phong trào nhỏ, từ một phong trào nhánh, từ một phong trào riêng biệt, chúng ta tổng kết thực tiễn, chúng ta nghiên cứu thêm lý luận và những giá trị mới của phong trào, và ta nâng cấp lên thành một phong trào chung của toàn đoàn, thì đây là một điểm rất mới trong nhiệm kỳ này. Chính vì là mới như vậy nên cái yêu cầu và đòi hỏi với việc triển khai phong trào thanh niên tình nguyện trong 5 năm, 10 năm tới nó cũng sẽ rất khác. Không phải đơn giản là cái câu chuyện tình nguyện theo chiến dịch như hiện nay, không phải đơn giản là câu chuyện tình nguyện một cách đơn lẻ, manh muốn,
như hiện nay không phải đơn giản là cái việc tình nguyện chưa gắn với lại phát huy cái thế mạnh về chuyên môn, phát huy cái thế mạnh về trí tuệ, tri thức của các bạn trẻ hiện nay, mà phải tìm kiếm được những giá trị mới, phương thức mới, những dạng tổ chức mới, và phải kết nối được các lực lượng tình nguyện để ta tổ chức tốt hơn phong trào trong giai đoạn tới. Vấn đề mới thứ hai ở trong ba phong trào đấy chính là cũng lần đầu tiên chúng ta xác định tuổi trẻ sáng tạo một phong trào chung của tập đoàn. Nếu như trước đây thì cái vấn đề sáng tạo luôn luôn được quan tâm trong tất cả nội dung của công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi, và chúng ta có phong trào sáng tạo trẻ ở trong thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công nhân ở trong các đơn vị sản xuất kinh doanh và thanh niên công chức viên chức. Thế còn cái tứ sáng tạo mà khối thanh niên trường học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trẻ, sinh viên, học sinh thì chúng ta hay để dưới dạng là hỗ trợ và đồng hành, chứ không hẳn là một phong trào để phát huy cái tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ. Vậy thì tại sao chúng ta lại nâng cấp nó lên, lại coi nó trở thành phong trào chung của toàn đoàn? Thì như bối cảnh ban nãy tôi có phân tích và báo cáo với các đồng chí rồi, trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khi mà nền kinh tế tri thức trở nên một cái yếu tố kiên quyết trong vấn đề cạnh tranh giữa các quốc gia với nhau, khi mà những người trẻ luôn được xem là những người sáng tạo nhất, đúng không, dễ tiếp cận những cái mới nhất, dễ thích nghi với những cái mới nhất và dễ phát huy những cái mới để áp dụng vào thực tiễn nhất, thì chúng ta không thể đứng sau cái câu chuyện này, chúng ta không thể đứng sau cái đòi hỏi của đất nước, đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế xã hội đất nước mà chúng ta không thúc đẩy hoạt động sáng tạo lên. Đấy, chính vì vậy nên trong nội dung này thì từ cái chuyện triển khai phong trào sáng tạo trẻ trong ba khối đối tượng chính là thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên khối doanh nghiệp và thanh niên công chức viên chức, thì ta nâng lên thành một phong trào chung trong tuổi trẻ cả nước là phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Và thực tiễn trong 5 năm vừa qua thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều sáng kiến, có rất nhiều sáng tạo, có rất nhiều đề tài giải pháp đến từ những khu vực mà chúng ta nghĩ là không bao giờ có sáng tạo, không bao giờ có sáng kiến. Ví dụ như thanh niên nông thôn, tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, tuyên dương sáng tạo trẻ trong những năm vừa qua, thì chúng ta thấy là luôn luôn có những tấm gương thanh niên nông thôn đặc biệt sáng tạo, mà cái sáng tạo của các bạn thiết thực lắm, hữu dụng lắm, áp dụng ngay được vào cái câu chuyện hỗ trợ sản xuất cho bà con nông dân, áp dụng ngay được cái vào cái việc nâng cao chất lượng của nông sản, hàng hóa trong nông nghiệp. Thế rồi có rất nhiều sáng kiến, sáng tạo đến từ các bạn thanh niên lực lượng vũ trang. Khi mà chúng ta quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong số đấy thì có một số đơn vị đặc biệt là tiến thẳng lên hiện đại. Và tiến thẳng lên hiện đại thì yêu cầu làm chủ vũ khí, khí tài, khoa học công nghệ hiện đại là đặc biệt quan trọng, đúng không? Chúng ta phải tác chiến điện tử, chúng ta phải làm chủ những cái không gian mạng. Thì như vậy phải yêu cầu sáng tạo hơn, hiệu quả hơn. Vấn đề thứ ba mà tôi thấy mới trong triển khai ba phong trào, ba chương trình, đấy là chúng ta cũng xác định tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc là tên gọi của phong trào hành động cách mạng của đoàn, và bổ sung ba nội dung mới trong triển khai phong trào. Từ tôi nhớ lại trong lịch sử thì ở đại đoàn toàn quốc lần thứ 7, đây có các thầy hội đồng lịch sử của trung đoàn thì nhớ, ở đây phong trào ta là thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước, thì đây cũng là một từ rất hay, cũng rất thấm, rất ngấm, và đôi khi bây giờ anh em cơ sở cũng rất thích. Và trong quá trình thảo luận dự thảo văn kiện thì cũng có nhiều ý kiến là nêu ra là có khi quay trở lại lấy cái tên này làm tên phong trào hành động cách mạng của đoàn cho giai đoạn tới, nhưng mà nó chưa đủ, nó mới chỉ có hai vế thôi, chưa đưa được cái vấn đề liên quan đến sáng tạo ở đây, chưa đưa được những vấn đề, những yêu cầu để ta tiếp cận của cách mạng công nghiệp 4.0 ở đây. Chính vì vậy nên mà cái chuyện tuổi trẻ giữ nước thì vẫn phải tính, và chúng tôi đưa vào đây thành phong trào là tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc. Trong đấy thì có bổ sung thêm ba cái nội dung rất là mới, đấy là cái việc thực hiện tham gia các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, các cuộc vận động hướng về biên giới biển đảo
để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Sau sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014 thì cũng có rất nhiều vấn đề đặt ra trong cái chuyện tổ chức định hướng cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên ngoài lực lượng vũ trang để tham gia bảo vệ Tổ quốc. Suy nghĩ thế nào, đúng không? Nhận thức thế nào, hành động thế nào để tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp để tham gia được vào câu chuyện chung, rồi để không gây khó khăn cho các lực lượng khác trong cái quá trình đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, độc lập chủ quyền của đất nước thì cũng là những câu chuyện mà phải đặt ra. Nội dung thứ hai chúng ta có đưa vào đấy là xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, trong đấy có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Cái ý này tôi có phân tích ban nãy với các đồng chí rồi. Khi làm việc với lại lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân thì các đồng chí lãnh đạo ở hai ngành quốc phòng và an ninh đều đánh giá rất cao cái vai trò của thanh niên trong lực lượng vũ trang, coi đây là một cái nguồn nhân lực, một cái lực lượng hết sức quan trọng để có thể nắm vững và sử dụng hiệu quả những cái vũ khí, khí tài hiện đại, những cái công cụ đấu tranh mới, và đặc biệt là phát huy được trí tuệ, tri thức, kiến thức của lực lượng này trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Vấn đề thứ ba chúng ta cũng có nêu vào như là một nội hàm mới, đấy là xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Cái này thì nghị quyết liên tịch giữa Trung đoàn với Bộ Công an thì cũng có bàn nhiều. Và thực tế bây giờ thì cái an ninh trật tự trên địa bàn dân cư cũng rất cần cái trách nhiệm, ý thức và cái sự tham gia của người trẻ. Thì báo cáo các ông chí đấy là những cái nét mới khi mà thiết kế ba cái phong trào và ba cái chương trình. Bây giờ tôi xin báo cáo những nội dung chi tiết và cụ thể liên quan đến nội hàm của ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình. Thứ nhất là phong trào thanh niên tình nguyện. Thì đối với phong trào thanh niên tình nguyện hiện nay thì trong văn kiện đã được Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 11 thông qua thì chúng ta thiết kế gồm 5 nội dung chính gắn với các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các địa phương và của đất nước. Thứ nhất là tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới. Thì đây là những nội dung mà chúng ta đã thực hiện trong suốt 5 năm vừa qua và cũng để lại những hiệu quả, những dấu ấn, những công trình, những phần việc rất là tốt. Và trong 2 năm 2016-2017 thì chúng ta cũng có những giá trị mới, những cái phương thức mới trong cái việc tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là chúng ta thực hiện cái việc tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh. Thì báo cáo chỉ đây là hai nội dung mà trong cái phong trào chung của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương với các tổ chức để thành phong trào hành động, phong trào thi đua chung của mặt trận trị của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong cả nước, đấy là tuổi trẻ chung cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Nội dung thứ ba trong phong trào thanh niên tình nguyện đấy là tình nguyện bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Trước đây thì trong năm xung kích thì chúng ta cũng thiết kế đây là một nội dung rất là quan trọng. Và chúng ta cũng nhận định đánh giá là cái bảo vệ môi trường thì chúng ta làm tốt, nhưng mà cái ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu thì chúng ta làm chưa tốt. Thì trong văn kiện lần này tôi cũng đã báo cáo các đồng chí là trong văn kiện thì đã thiết kế các nội dung, các giải pháp mới để tiếp tục phát huy những cái thế mạnh, những kết quả ta đạt được trong các bảo vệ môi trường, và đặc biệt là chủ động hơn, tích cực hơn trong cái việc tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Nội dung thứ tư trong phong trào thanh niên tình nguyện đấy là tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Thì đây cũng không phải nội dung mới, nhưng mà cái cách làm, cái phương thức làm và cái mục tiêu đặt ra cần đạt được thì chúng ta phải tiếp cận nó cao hơn, nó cụ thể hơn. Báo cáo thêm với các đồng chí là trong quá trình xây dựng dự thảo văn kiện thì Ban Bí thư Trung đoàn cũng đã xin ý kiến ở tất cả các khu vực, lĩnh vực, đối tượng, và đặc biệt là xin ý kiến các đồng chí lãnh đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Thì liên quan đến cái nội dung mà giữ gìn trật tự an toàn giao thông thì đồng chí Vũ Mão Nguyên, Bí thư nhất Ban Chấp hành Trung đoàn có nói
là tôi chẳng mong gì cả, tôi chỉ mong là bây giờ nếu mà đoàn làm được một cách mạnh mẽ nhất, quyết liệt, đồng bộ để tham gia giải quyết câu chuyện là văn hóa tham gia giao thông và giải quyết cái câu chuyện là giữ gìn trật tự an toàn giao thông, thì đấy cũng là một thắng lợi cực kỳ to lớn rồi. Vì đây là một vấn đề xã hội rất là bức xúc. Nếu các chị theo dõi thì thấy đúng không? Thống kê hàng quý, hàng năm về số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Thậm chí có những lúc báo chí rồi các phương tiện truyền thông đưa tin là số người chết một ngày do tai nạn giao thông còn nhiều hơn là số người hy sinh trước đây ở trong chiến tranh. Khi đất nước đã hòa bình, khi mà cơ sở hạ tầng giao thông ngày càng tốt hơn, phương tiện tham gia giao thông ngày càng hiện đại hơn, thì có vẻ như là chính cái ý thức tham gia giao thông, trong đấy có ý thức tham gia giao thông của thanh niên chúng ta, thì lại gây ra một cái hệ lụy rất lớn về tai nạn giao thông và để cái hậu quả khôn lường cho từng gia đình, từng người dân và cho toàn xã hội. Và nội dung thứ năm trong phong trào thanh niên tình nguyện đấy là tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội. Thì đây cũng là nội dung có thể nói là thế mạnh của đoàn chúng ta, đúng không? Thế mạnh của đoàn chúng ta. Thậm chí nội dung này còn có tính định hướng, tính dẫn dắt để lôi cuốn các cái lực lượng xã hội khác tham gia cùng với chúng ta để thực hiện cái việc đảm bảo an sinh xã hội. Thế thì để triển khai phong trào thanh niên tình nguyện thì ban thường vụ đã trình và báo cáo với ban chấp hành trung đoàn thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại đoàn toàn quốc lần thứ 11, và đồng chí thứ nhất thì đã ký gọi luôn là chương trình 02, đúng không? Chương trình 01 thì là chương trình tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, và chương trình 02 là chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại đoàn toàn quốc lần thứ 11. Trong đấy thì có xác định các cái giải pháp chủ yếu sau. Thứ nhất là triển khai đề án đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2022. Trong đấy thì ta có phân kỳ ra hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn 2018-2020 để gắn với lại cái đề án mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho giai đoạn 2013-2017. Và 2013-2020. Và đến năm 2020 thì ta sẽ tổng kết cái đề án do Thủ tướng phê duyệt, rồi có tính toán để tham mưu cái đề án giai đoạn mới, đồng thời cối vào đấy để thực hiện tiếp cho giai đoạn 2020-2022. Thì trong đề án này thì cũng xác định rất là rõ các cái nội dung, các cái phương thức, các cái cách thức và đặc biệt là các chỉ tiêu, yêu cầu để đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới. Thì các ông chí nghiên cứu thêm. Trong đấy thì có đề ra những cái giải pháp mới như là tổ chức các đội trí thức trẻ gồm có giảng viên trẻ và sinh viên xuất sắc các chuyên ngành nông lâm ngư nghiệp, rồi cán bộ đoàn viên đang công tác tại các sở ngành, các địa phương, các viện nghiên cứu, đặc biệt là đội ngũ du học sinh khi mà về nước để thực hiện các kỳ thực tập, hoặc về nước nghỉ đông nghỉ hè, hoặc là trở về nước sau khi hoàn thành học tập thì tham gia cái việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hướng dẫn cái việc thay đổi phương thức sản xuất, rồi là tổ chức lại sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp ở khu vực nông thôn. Thì cái việc này chúng ta cũng đã thí điểm phối hợp với Bộ Nông nghiệp để thực hiện trong năm 2016-2017 ở hai mùa của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, và bước đầu thì cũng đã có những cái kết quả rất là tốt. Ở đây thì cũng rất nhiều đoàn thanh niên của các đơn vị lớn, các bộ ngành cũng đã tham gia công việc này. Nội dung thứ hai đấy là hàng năm thì mỗi cấp bộ đoàn thực hiện ít nhất một công trình thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn, đăng ký đảm nhận và thực hiện các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp văn minh an toàn. Và trong nội dung văn minh đô thị thì ta cũng xác lập thêm các giải pháp liên quan đến các khu chung cư, liên quan đến việc là tổ chức các cái ngày chủ nhật xanh ở khu vực đô thị, và đặc biệt là giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, giải quyết vấn đề là các cái điểm rác, các cái điểm chân rác ở khu vực đô thị. Nội dung thứ ba là chúng ta sẽ tham mưu để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2018-2022. Cái này thì Thủ tướng đã cho chủ trương trong cái buổi làm việc với Ban Bí thư Trung đoàn vào tháng 3 năm 2017. Hiện nay thì chỉ duy nhất chỉ đạo là cũng đã phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường, và tôi đã xin ý kiến được các bộ ngành có liên quan để hoàn thiện lại nội dung đề án, hoàn thiện lại tờ trình cũng như dự thảo những quyết định của Thủ tướng để trình. Hy vọng là phê duyệt sớm để người ta triển khai trong vòng 5 năm tới. Bên cạnh đấy thì gắn với cái chỉ tiêu 30 triệu cây xanh thì chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình vì một Việt Nam xanh.
lồng ghép các nội dung liên quan đến trồng cây xanh, trồng bảo vệ rừng, rồi là ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường vào để thực hiện chương trình này. Ở đây thì trong quá trình chuẩn bị văn kiện và ngay trong đại hội, tôi nhớ là ngay trong hội nghị ban chấp hành trung đoàn khóa 2, lần thứ 2 vừa rồi, thì cũng vẫn còn nhiều ý kiến các chị băn khoăn về chỉ tiêu 30 triệu cây xanh này, dựng như thế nào để lên 30 triệu, rồi sắp tới đây làm thế nào để đạt chỉ tiêu 30 triệu, quan niệm như thế nào là cây xanh. Đấy, thì báo cáo các ông chí là trong báo cáo giải trình tại đại hội thì đoàn chủ tịch cũng giải trình rất là kỹ rồi, đúng không? Cái cơ sở đầu tiên để dựng chỉ tiêu này đấy chính là kết quả của chúng ta trong 5 năm vừa qua. Chính các ông chí báo cáo số liệu kết quả về, chúng tôi cũng có kiểm tra một vài địa bàn, một vài mô hình. Chúng ta báo về là gần 24 triệu cây xanh được trồng trong vòng 5 năm qua từ giai đoạn 2012 đến 2017. Đúng không? Trong đấy thì có những tỉnh thì báo cáo, có những tỉnh thì không báo cáo. Như vậy thì rõ ràng là cái dư địa chúng ta đang còn để ta cố gắng. Thứ hai là khi mà tính toán lại cái yêu cầu hiện nay thì tôi thấy là cái việc trồng cây xanh là một trong những giải pháp quan trọng nhất để ta bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Và làm việc với ngành nông nghiệp, làm việc với ngành lâm nghiệp để tính toán thì chúng tôi thấy là vẫn có cơ sở để ta có thể thực hiện việc này. Và trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết ấy, thì đã có những giải pháp rất cụ thể, như là các tỉnh thành đoàn thì phải chủ động làm việc ngay với ngành nông nghiệp phát triển nông thôn của các địa phương để đăng ký tham gia trồng rừng và bảo vệ rừng. Quốc hội có quyết định chỉ tiêu về độ che phủ rừng, về rừng trồng mới hàng năm và 5 năm. Từng địa phương đều có quy hoạch vùng trồng hết. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta tự lo hết, từ khâu là chọn địa điểm, chọn cây giống, tổ chức trồng, tổ chức chăm sóc thì mới được xem là trồng cây xanh, đúng không? Chúng ta đăng ký và phối hợp một khâu ở đấy, huy động lực lượng, huy động thêm nguồn lực hoặc là tham gia chăm sóc cái chuyện đấy thì chúng ta vẫn có thể tính là một nội dung để ta tham gia thực hiện cái chỉ tiêu này. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng cái dự thảo, cái kế hoạch thực hiện chương trình vì một Việt Nam xanh, trong đấy có những giải pháp rất cụ thể và phân bổ chỉ tiêu cho từng đơn vị để thực hiện thành công cái chỉ tiêu 30 triệu cây xanh trong vòng 5 năm tới. Nội dung giải pháp thứ tư trong phong trào thanh niên tình nguyện đấy là triển khai đề án đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thì đây cũng là đề án mà đại hội đã thông qua như là một cái đề án trọng tâm của 10 cái đề án trọng tâm của nhiệm kỳ. Rồi tiếp tục thực hiện cái cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông, đăng ký đảm nhận các phần việc thanh niên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý an toàn giao thông, nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đỏ ngang an toàn, các điểm cắt đường bộ, đường sắt an toàn, các tuyến đường bộ có khu công nghiệp, khu chế xuất, tích cực tham gia xóa các điểm đen về tai nạn giao thông. Tiếp theo là tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện gắn với nhu cầu đời sống xã hội, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, vấn đề mới phát sinh, các hoạt động an sinh xã hội và tham gia phát triển cộng đồng. Ở đây thì về quan điểm trong nghị quyết thì chúng ta vẫn tiếp tục duy trì một chương trình và 4 chiến dịch trong thanh niên tình nguyện hè và phát triển thêm những cái cách làm mới, những giá trị mới, những cái phương thức mới trong tổ chức hoạt động tình nguyện. Tiếp sức mùa thi chúng ta vẫn tiếp tục duy trì khi mà các bạn học sinh trung học phổ thông vẫn có một kỳ thi để kết thúc cái quá trình học cấp 3 của mình và bước vào một chặng đường học tập, nghiên cứu hoặc là làm việc mới. Khi mà Bộ Giáo dục còn tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, khi mà các trường đại học cao đẳng còn thực hiện cái việc tổ chức kỳ thi để xét tuyển học sinh cấp 3 vào đại học cao đẳng thì chúng ta vẫn tiếp tục thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi. Nội dung, cách thức, phương thức thì sẽ linh hoạt để phù hợp với lại cái điều kiện cụ thể của từng năm. Đồng thời thì chúng ta tiếp tục đảm bảo 4 cái chiến dịch, đấy là mùa hè xanh đối với lại thanh niên trường học, đặc biệt là các bạn sinh viên, đúng không? Đấy là kỳ nghỉ hồng đối với lại công nhân, cán bộ công chức viên chức ở trong các cơ quan doanh nghiệp. Đấy là hành quân xanh đối với thanh niên lực lượng vũ trang, và đấy là hoa phượng đỏ đối với học sinh trung học phổ thông. Và trong 4 cái chiến dịch này thì báo cáo các đồng chí là mùa hè xanh thì chúng ta thực hiện tương đối nền nếp. Hành quân xanh đã bắt đầu rộng khắp và cũng nền nếp.
Kỳ nghỉ Hồng thì tôi cũng thấy chưa rộng khắp, và đặc biệt là hoa phượng đỏ, nếu như đảm bảo yêu cầu nội dung đặt ra thì rõ ràng là ta phải cố gắng hơn trong thời gian tới. Thế này thì ngay trong chương trình TAC 2018 thì sẽ có cái định hướng để chúng ta thực hiện tốt hơn. Tiếp theo là cái nội dung liên quan đến đổi mới phương thức, cách thức và những giá trị mới trong tổ chức hoạt động tình nguyện. Đấy là phải tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức hoạt động giữa các tỉnh, thành đoàn để tạo thành một cụm chiến dịch trên các địa bàn trọng điểm. Ở đây có những kinh nghiệm rất hay trong thực tiễn nhiều năm qua rồi, chứ không phải 5 năm vừa qua. Và trong rất nhiều hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Ban Bí thư Trung đoàn cũng đã có báo cáo, cũng đã có trao đổi, cũng đã có chỉ đạo với các đồng chí, nhưng mà dường như cái chuyển động ở cơ sở nó cũng chưa thực sự mang lại hiệu quả. Thế tôi nói ví dụ như là các trường đại học cao đẳng thì cũng mạnh trường nào trường ấy đi mà không có một cái kế hoạch chung, không có một cái điều phối để ta tập trung cho từng địa bàn để hình thành được những công trình có giá trị bền vững lâu dài cho bà con nhân dân ở địa phương, để giải quyết được dứt điểm trong một thời gian những cái vấn đề xã hội, những vấn đề về phát triển kinh tế đặt ra cho cái địa bàn đấy. Bởi đôi khi là năm nay thì thích đi địa bàn này, sang năm lại muốn đi địa bàn khác để đổi gió, để thay đổi không khí. Cuối cùng là gì? Giá trị hoạt động tình nguyện không bền vững, và cái giá trị và ý nghĩa của công trình, sản phẩm tình nguyện để lại cho bà con nhân dân ở địa phương không như chúng ta mong muốn. Thế rồi chúng ta cũng chưa xác định được địa bàn trọng điểm, chưa kết nối được lực lượng giữa các tỉnh thành đoàn với nhau để tập trung vào giải quyết những vấn đề lớn trong từng chiến dịch, trong từng cái thời kỳ, từng giai đoạn. Thì tôi cho rằng đây là cái việc mà chúng ta phải thay đổi, phải thay đổi cái phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện, thay đổi cái phương thức điều hành các cái chiến dịch tình nguyện trong thời gian tới. Cái thứ hai là hiện nay thì các chị thấy là cái sự phát triển của các câu lạc bộ, tổ đội nhóm tình nguyện mà chúng ta hay gọi nôm na là tự phát rất là mạnh mẽ. Người ta đâu cần đoàn chúng ta nữa, người ta không cần hội chúng ta nữa, đúng không? Người ta vẫn tổ chức được đội hình, người ta vẫn vận động được nguồn lực, người ta vẫn xác định được địa chỉ tình nguyện, và người ta tổ chức được hoạt động tình nguyện một cách có ý nghĩa. Chúng ta đang đứng trước thách thức là chúng ta xem tình nguyện là thế mạnh của chúng ta, của đoàn, của hội. Chúng ta nói tình nguyện của đoàn, của hội là dẫn dắt cái hoạt động tình nguyện chung của xã hội, nhưng mà không cẩn thận là ta thua cái hoạt động tình nguyện do các đội nhóm, câu lạc bộ, các em, các bạn tự đứng ra để thiết kế, tự đứng ra để tổ chức. Và phương thức hay lắm không chị ơi, khảo sát rất kỹ địa bàn, khảo sát rất kỹ nhu cầu, lên dự án, vận động nguồn lực từ các tổ chức kinh tế xã hội, rồi thậm chí là nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, tổ chức hoạt động tình nguyện một cách bền bỉ, xuân lên, đông lên, hè lên, cuối tuần lên, trong một thời gian nhất định để đạt được cái mục tiêu của cái dự án tình nguyện hoặc của cái kế hoạch tình nguyện mà các chí đặt ra, các cái câu lạc bộ đội nhóm người ta đặt ra cho cái giai đoạn đấy, cho cái thời điểm đấy. Còn đôi khi chúng ta thì chưa tiếp cận được như vậy. Như vậy thì muốn dẫn dắt, muốn định hướng, muốn tạo được sức mạnh chung trong cái việc tổ chức phong trào tình nguyện thì rõ ràng chúng ta phải ngồi lại với các bạn, đúng không? Chúng ta phải kết nối các bạn được, chúng ta phải hướng dẫn được cho các bạn, để các bạn đi đến những địa chỉ, để các bạn đi đến những cái công việc, những vấn đề mà chúng ta đang cần giải quyết. Thế thì ở đây trung đoàn có trách nhiệm của mình, nhưng mà các ông chí ở địa phương cũng phải có trách nhiệm của mình trong chuyện này, đúng không? Tiếp nhận các bạn về thế nào, hướng dẫn các bạn làm sao, kết nối các đội nhóm lại như thế nào để chúng ta có những cái địa chỉ tình nguyện, có những dự án tình nguyện, có những công việc tình nguyện phù hợp với yêu cầu trong từng giai đoạn thì chúng ta phải tính. Đồng thời thì chúng ta cũng phải tăng cái tính chuyên nghiệp trong hoạt động tình nguyện. Tất nhiên là các hoạt động theo chiều rộng, các hoạt động bề nổi trong phong trào tình nguyện chúng ta vẫn tiếp tục làm. Bởi vì phong trào thanh niên tình nguyện không đơn giản, nó chỉ dừng lại cái chuyện là giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội mà đất nước hoặc là các địa phương đang đặt ra, mà nó là còn môi trường để chúng ta giáo dục, rèn luyện các bạn trẻ. Nhưng bên cạnh đấy thì chúng ta phải tăng cái tính chuyên nghiệp, tăng cái hàm lượng trí tuệ và tri thức trong các hoạt động tình nguyện. Đôi khi nếu tiếp cận thông tin từ mạng xã hội, rồi cũng có một vài tờ báo, đúng không?
Trong chiến dịch hè thanh niên tình nguyện hè 2017 vừa qua, khi mà tôi thực hiện cái rà soát lại thông tin từ các trang báo, các trang mạng xã hội để báo cáo với đồng chí bí thư nhất và ban bí thư, và báo cáo với các đồng chí tại hội nghị tổng kết chiến dịch ở Lâm Đồng, thì thấy là cũng có những ý kiến trái chiều liên quan đến câu chuyện tình nguyện của chúng ta. Nào là suốt ngày là ra đường để làm cột mốc sống này, nào là suốt ngày chỉ thấy dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhặt rác này, chẳng thấy trí tuệ của thanh niên đâu, chẳng thấy kiến thức của thanh niên đâu. Thực ra không phải, chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn có những mô hình rất hay, những cách tuyên truyền chúng ta chưa tới, và thực ra là chúng ta làm thì nó cũng chưa được nhiều, chưa được rộng, nên mà xã hội người ta nhìn vào người ta chưa thấy được hết những nỗ lực của chúng ta. Nhưng rõ ràng là 5 năm tới, thời gian tới thì ta phải tính để tăng cường hơn câu chuyện này, tăng cường hơn cái tính chuyên nghiệp, tăng cường hơn cái giá trị và hàm lượng tri thức trong các hoạt động tình nguyện gắn với phong trào tuổi trẻ sáng tạo. Và đặc biệt là ta đổi mới cái phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện, như tôi nói ban nãy, theo hướng là có những dự án tình nguyện, có những công trình tình nguyện để lại giá trị bền vững và lâu dài cho bà con nhân dân ở các địa phương. Chiến dịch vừa rồi năm 2017 thì chúng ta đã có mô hình rất tốt của hội sinh viên. Đấy là các bạn tổ chức một cuộc thi để cho các nhóm sinh viên đề xuất các ý tưởng tình nguyện gắn với một địa chỉ tình nguyện cụ thể là đảo Phú Quốc, anh Quý nhận, anh chết nhỉ, Phú Quý nhỉ, Thổ Chu, gắn với đảo Thổ Chu, đúng không? Sau khi các bạn đề xuất cái ý tưởng đấy thì có hội đồng để chấm các cái ý tưởng đấy, các cái đề án đấy, xem công việc, những vấn đề mà các bạn đặt ra có giải quyết được những câu chuyện mà nhu cầu thực hiện hoạt động tình nguyện tại đảo Thổ Chu đang đặt ra hay không. Đề án nào xuất sắc lọt vào thì sẽ được tổ chức hoạt động tình nguyện tại đấy và được hỗ trợ thêm cơ chế, phương thức, nguồn lực để chúng ta thực hiện và đảm bảo là đạt cái kết quả như chúng ta dự kiến đề ra. Thì như vậy rõ ràng nó rất chuyên nghiệp và nó sẽ để lại được những cái giá trị, những cái hiệu quả, những cái công trình có tính bền vững lâu dài cho những địa chỉ tình nguyện mà chúng ta đến. Nội dung thứ hai là phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thì được thiết kế theo 4 nhóm nội dung. Thứ nhất là sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học. Thứ hai là sáng tạo trong lao động, sản xuất kinh doanh. Thứ ba là sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân. Và thứ tư là sáng tạo trong đời sống, sinh hoạt. Thế thì cách thiết kế 4 nội dung như thế này để gắn với từng nhóm đối tượng hơn. Thứ nhất là đối với lại trí thức trẻ, trí thức trẻ, đúng không? Giảng viên trẻ, nghiên cứu viên trẻ, các bạn học sinh, sinh viên. Nhóm đối tượng thứ hai đối với thanh niên trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp. Nhóm thứ ba là thanh niên công chức, viên chức, những người phục vụ nhân dân, thanh niên trong lực lượng vũ trang. Rồi nhóm thứ tư là tất cả các đối tượng thanh niên có thể tham gia sáng tạo để phục vụ cho đời sống nói chung. Như vậy thì trong chương trình hành động thì đã xác định 3 cái nhóm giải pháp chủ yếu. Cái thứ nhất là triển khai cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng sáng kiến sáng tạo và thành lập ngân hàng ý tưởng sáng tạo, tổ chức các ngày hội sáng tạo trẻ trong từng khối đối tượng thanh niên. Ở đây thì có một chỉ tiêu mà các chính cũng băn khoăn, rồi thảo luận nhiều. Và cũng như tôi nói là ngay trong hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 khóa 11 thì các chính vẫn còn tiếp tục thảo luận. Đấy là đề xuất 5 triệu ý tưởng sáng tạo. Các chính băn khoăn là ý tưởng này thì ai tiếp nhận, ai công nhận. Rồi nếu chỉ dừng lại ý tưởng thì giải quyết được cái việc gì không? Đóng góp được cái gì không? Thì cái này chúng tôi cũng báo cáo giải thích rất là kỹ rồi, đúng không? Cơ chế để tiếp nhận thì chúng ta có, chúng ta sẽ có các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo để giải quyết từng nhóm vấn đề bức xúc mà xã hội đang đặt ra. Ví dụ ngay trong năm 2018 này thì sẽ có những cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp có này, sáng tạo để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu có này, sáng tạo để giải quyết các vấn đề về tai nạn giao thông và ách tắc giao thông có này, rồi các cái cuộc thi sáng tạo vì cộng đồng. Chúng ta sẽ thành lập cái ngân hàng để lưu trữ, để kết nối các ý tưởng sáng tạo. Và các ông chí đừng băn khoăn về cái chuyện ý tưởng này dùng vào việc gì. Trước hết hãy có ý tưởng đi đã, rồi sẽ có người dùng, sẽ có người tiếp cận cái chuyện đấy. Và chính những người có ý tưởng khi được đưa ra để chúng ta tập hợp vào ngân hàng dữ liệu các ý tưởng sáng tạo thì các ông chí sẽ được góp ý, các ông chí sẽ được chia sẻ ở trong đấy. Và đôi khi chính tác giả của ý tưởng đấy sẽ tự có cách, tự có phương thức để người ta tiếp tục hoàn thiện ý tưởng đấy thành những đề án cụ thể, thành những công việc cụ thể và áp dụng trong thực tiễn. Chúng ta cũng sẽ tổ chức cái
diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu định kỳ, dự kiến là định kỳ 2 năm một lần với chủ đề là chung sức trẻ vì Việt Nam phát triển. Thì đây là một nội dung cũng rất là mới trong cái tuyến công việc liên quan đến phong trào tuổi trẻ sáng tạo, để ta kết nối được lực lượng trí thức trẻ trong nước và lực lượng trí thức trẻ người Việt ở ngoài nước. Chúng ta cũng sẽ vận động thanh niên để tích cực tham gia hệ trí thức Việt số hóa. Cái này thì ta đã khởi động vào 10 giờ 10 phút 10 giây của ngày 1 tháng 1 năm 2018. Và đoàn thanh niên cũng phải đóng một cái vai trò hết sức quan trọng trong cái việc là đặt câu hỏi, làm giàu Việt hóa, và đặc biệt là phải khai thác cái hệ trí thức Việt số hóa để phục vụ cho cái việc học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, lập nghiệp. Chúng ta cũng sẽ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các cái chương trình, các cái đề án, các dây chuyền và các công nghệ mới trong các cái doanh nghiệp. Thì đây là một nhóm vấn đề cũng hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với các đồng chí ở khối doanh nghiệp, toàn khối doanh nghiệp trung ương, rồi khối doanh nghiệp ở các địa phương. Khi mà ta đang thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, khi mà đang thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thì cái việc là vươn lên làm chủ, tiến bộ khoa học công nghệ, vận hành các dây chuyền mới là việc rất quan trọng. Và gắn với việc này thì thanh niên trong khối doanh nghiệp sẽ đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên để thi đua sáng tạo, để thi đua đảm nhận các cái dây chuyền sản xuất mới, các cái công nghệ mới, các cái sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Và trong thanh niên công chức viên chức thì ta sẽ tiếp tục triển khai phong trào vai trách nhiệm, nhưng mà gắn với cái chuyện phát huy hơn nữa cái trách nhiệm với công việc, đặc biệt là sáng tạo trong cải cách thủ tục, quy trình, phương thức để thực hiện công việc. Nhóm phong trào thứ ba, đấy là phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Thì như công chí đã biết là có 4 nội dung chính, và tôi đã báo cáo là có 3 nội dung mới ở phần trên. Các nhiệm vụ của thanh niên lực lượng vũ trang thì rất là rõ rồi, và có cái sự định hướng lãnh đạo chung của lãnh đạo Bộ Phòng, lãnh đạo Bộ Công an, của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân Việt Nam. Để tôi nói thêm 3 cái ý liên quan đến thanh niên ngoài lực lượng vũ trang. Ta tham gia những câu chuyện gì để cùng với vai trò nòng cốt của thanh niên trong lực lượng vũ trang để thực hiện tốt cái phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc. Cái thứ nhất là phải tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình mới. Chúng ta đang thực hiện chiến lược này và chúng ta sắp tới sẽ tổng kết chiến lược này. Trong đấy có rất nhiều những thách thức mới đặt ra liên quan đến an ninh phi truyền thống, liên quan đến bảo vệ toàn vẹn độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đấy thì cái nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, kiến thức, hiểu biết để thanh niên có nhận thức và hành động đúng, kể cả là hành động trên mạng một cách đúng đắn nhất, để cùng với lại các lực lượng thực hiện tốt cái việc này, thì là một vấn đề rất là vất vả và đòi hỏi cái sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ, chú tâm hàng ngày hàng giờ của các cấp bộ đoàn chúng ta. Thứ hai là chúng ta tiếp tục thực hiện các cái đề án tham gia phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay thì chúng ta đang có 2 cái đề án là đề án xây dựng làng thanh niên lập nghiệp, đề án xây dựng cầu giao thông nông thôn. Còn đối với đề án xây dựng đảo thanh niên thì giao cho Ủy ban dân các địa phương. Tuy nhiên là đối với lại tỉnh thành đoàn của 5-6 đơn vị thì cũng có vai trò rất là nòng cốt trong việc này. Chúng ta tiếp tục thực hiện cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo, tổ chức các chương trình xuân biên giới, Tết hải đảo, tháng 3 biên giới, hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, sinh viên với biển đảo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hậu phương công an. Thì đây là một cách để ta giáo dục, đây là một cách để ta hình thành cái phương thức, cách thức và huy động cái trách nhiệm tham gia của các bạn trẻ trong cái chuyện xung kích bảo vệ Tổ quốc. Và nội dung thứ ba đấy là tiếp tục triển khai các cái chương trình nghị quyết liên tịch của trung đoàn với Bộ Công an, với các đơn vị của Bộ Công an và với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thì có những nội dung chúng ta sẽ tổng kết lại và ký cho giai đoạn mới, có những nội dung ta tiếp tục thực hiện với những nội dung và giải pháp mới gắn với cái triển khai phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đặc biệt là chú trọng hơn đến cái việc là phát huy cái vai trò của thanh niên trong lực lượng vũ trang, kết nghĩa với lại các lực lượng thanh niên trên địa bàn dân cư, thanh niên trong trường học, thanh niên trong các cơ quan xí nghiệp, để thực hiện tốt cái phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện tốt phong trào là quốc phòng toàn dân. Đối với ba nội dung đồng hành thì báo cáo các đồng chí đây cũng không phải là ba nội dung mới, bởi vì trong cái phong trào vốn đồng hành với thanh niên và thân lập nghiệp của nhiệm kỳ trước thì có những nội hàm, có những giải pháp chúng ta cũng đã triển khai rồi. Ở đây thì tôi xin khái quát lại những cái nhóm giải pháp mới để triển khai ba cái phong trào này cho giai đoạn tới. Thứ nhất là đối với để triển khai ba cái chương trình này cho giai đoạn tới. Thứ nhất là đối với chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập thì chúng ta triển khai rất nhiều cái nội dung, trong đấy có 6 cái nhóm giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là triển khai cuộc vận động học tập suốt đời. Thì đây là một nội dung hết sức quan trọng và trong nghị quyết của Đảng, trong các cái chương trình phối hợp giữa Trung đoàn với Hội Khuyến học Việt Nam đã xác lập. Lâu nay thì khi nghĩ đến cái chuyện là đồng hành với thanh niên trong học tập thì đôi khi chúng ta chỉ nghĩ đến đối tượng thanh niên trong trường học thôi. Nhưng thực tế thì thanh niên khi rời khỏi ghế nhà trường rồi, hoặc khi không ngồi trong ghế nhà trường thì vẫn có nhu cầu, vẫn có mong muốn và vẫn cần thiết phải học tập để nâng cao hiểu biết, để nâng cao trình độ chuyên môn chính trị. Thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp để triển khai cái cuộc vận động học tập suốt đời. Thứ hai là chúng ta vận động nguồn lực để hỗ trợ thanh thiếu nhi khó khăn vươn lên trong học tập bằng các cái quỹ học bổng, bằng các cái chương trình trao tặng học bổng, rồi chương trình tín dụng sinh viên phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội. Và chúng ta nỗ lực và cố gắng tối đa để thực hiện quan điểm chung của Đảng, Nhà nước, đấy là không để vì khó khăn về tài chính mà học sinh, sinh viên phải bỏ học. Thì tất nhiên đây là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, nhưng mà đây là đối tượng của chúng ta, đây là thành viên của chúng ta, thì chúng ta phải có trách nhiệm chính trong cái việc này. Thì các ông chí thấy các chỉ tiêu liên quan đến hỗ trợ thiếu nhi, các chỉ tiêu liên quan đến học bổng, các chỉ tiêu liên quan đến tín dụng sinh viên thì đều nêu rất rõ ở trong nghị quyết và chương trình hành động. Ta thực hiện tốt cái việc này, rồi hỗ trợ thêm về nhà bán trú dân nuôi, các điểm trường, trường học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nội dung thứ ba là chúng ta tiếp tục tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học. Thì có những giải pháp, có những danh hiệu thì đã ổn định trong 5 năm vừa qua như sinh viên năm tốt, học sinh ba rèn luyện. Năm vừa rồi thì chúng ta đã triển khai cái giải thưởng nhà giáo trẻ tiêu biểu và sắp tới đây sẽ tiếp tục thực hiện cái giải thưởng này. Rồi chúng ta cũng tính một cái phong trào mới cho cái lực lượng giảng viên trẻ trong các trường đại học cao đẳng. Và tới đây thì chúng ta sẽ có thêm một danh hiệu nữa cho học sinh trung học phổ thông, đấy là danh hiệu học sinh ba tốt gắn với lại cái phong trào của học sinh trung học phổ thông. Chúng ta thành lập mới, rà soát, củng cố các câu lạc bộ học thuật, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong học sinh, sinh viên, đồng thời khuyến khích học sinh để tham gia vào các không gian khoa học, tổ chức trưng bày, triển lãm, giới thiệu các ý tưởng, sáng kiến, các mô hình, sản phẩm khoa học, và đặc biệt là kết nối sinh viên giữa các khối ngành với nhau, sinh viên giữa các trường với nhau, kết nối giữa các thầy cô với lại học sinh và sinh viên một cách nhiều hơn. Chúng ta phát triển các cái hội thi, đặc biệt là hội thi Olympic tiếng Anh toàn quốc, rồi các cái hội thi gắn với các chuyên ngành, các cái hội nghị khoa học gắn với chuyên ngành của từng đối tượng như là y dược, nông lâm ngư, kinh tế, sư phạm, kỹ thuật, công nghệ, vân vân, và các cuộc thi sáng tạo khác để tạo môi trường, tạo điều kiện cho các bạn thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung thứ hai là đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Thế thì ở đây cái tứ mà lập nghiệp, đặc biệt là đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp việc làm thì ta cũng đã triển khai trong 10 năm vừa qua, đặc biệt 5 năm vừa rồi thì các chị thấy kết quả đạt được cũng rất là tốt. Thì ở đây tôi báo cáo kỹ hơn liên quan đến cái đồng hành thanh niên trong khởi nghiệp. Thứ nhất là chúng ta đặt ra hai cái chỉ tiêu trong cái nội dung đồng hành này. Một là hỗ trợ 10.000 tỷ đồng vốn vay cho thanh niên phát triển kinh tế. Hai là hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo. Thì lúc đặt ra chỉ tiêu này thì cũng có nhiều ý kiến còn băn khoăn. Tại sao là 10.000 tỷ, tại sao là 1.000 dự án? Thì tôi báo cáo thêm một số ý liên quan đến hai chỉ tiêu này để chúng ta tính toán các giải pháp và quyết tâm thực hiện.
Thứ nhất là đối với chỉ tiêu 10.000 tỷ đồng vốn vay hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp ấy, thì báo cáo các đồng chí là theo kết quả cái chương trình phối hợp ủy thác giữa Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì trong 5 năm vừa qua tổng dư nợ của chúng ta tăng từ hơn 10.000 tỷ lên 21.000 tỷ. Như vậy là tăng hơn 10.000 tỷ. Tuy nhiên đây không phải con số mà dành cho tất cả, dành cho thanh niên phát triển kinh tế. Chúng tôi đã chỉ đạo bóc tách cái tín dụng học sinh sinh viên ra. Chúng tôi đã chỉ đạo bóc tách cái số lượng cho vay nước sạch, vệ sinh môi trường, các chương trình khác mà không liên quan đến phát triển kinh tế ra. Thì riêng cái dư nợ ủy thác qua Trung đoàn, qua đoàn thanh niên chúng ta các cấp ấy, để thực hiện cho vay phát triển kinh tế là gần 7.000 tỷ, 6.850 tỷ. Cộng với đấy, bên cạnh đấy chúng ta có nguồn vốn giải quyết việc làm theo chương trình 120. Chúng ta có một số chương trình phối hợp với các ngân hàng thương mại. Rồi ngay tại các địa phương thì chúng ta cũng có các quỹ, các chương trình tín dụng để hỗ trợ cho thanh niên phát triển kinh tế. Và chúng tôi tính một cách sơ bộ lại thì trong 5 năm vừa qua chúng ta cũng đã hỗ trợ được cho thanh niên phát triển kinh tế khoảng 7.000 tỷ đồng. Đấy, như vậy thì đặt ra chỉ tiêu 10.000 tỷ đồng là để chúng ta phấn đấu. Thực ra cái chỉ tiêu này so với nhu cầu tiếp cận vốn vay để phát triển kinh tế của thanh niên thì còn ít lắm, cũng chưa đáp ứng được nhu cầu. Nhưng mà đặt ra cái chỉ tiêu như vậy để chúng ta phấn đấu. Và chúng tôi cũng đã có các cái giải pháp cụ thể trong chương trình công tác 2018, rồi trong cái hướng dẫn thực hiện cái chỉ tiêu này để các cấp bộ đoàn chúng ta cùng tham gia thực hiện tốt cái chỉ tiêu này. Chỉ tiêu thứ hai liên quan đến hỗ trợ 1.000 dự án sáng tạo khởi nghiệp. Thì các ông chí cũng thắc mắc là khởi nghiệp thì khác khởi nghiệp sáng tạo thế nào, thì thôi cái này các ông chí tự tìm hiểu, về kiến thức mênh mông lắm, vào các Google gõ cái là ra ngay thôi, đúng không? Nhưng mà báo cáo các ông chí là 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo đặt ra là một con số cực kỳ thách thức. Trong đề án 844 mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo thì chỉ đặt ra từ năm 2016 đến năm 2025, đấy là giao cho Bộ Khoa Công nghệ chủ trì, thì hỗ trợ được 800 cái dự án khởi nghiệp sáng tạo thôi. Và chúng ta dám đặt ra chỉ tiêu là 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo trong vòng 5 năm. Thì đấy là thể hiện một sự quyết tâm rất lớn của hệ thống chúng ta. Đấy, và trong bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại phiên bế mạc của Đại đoàn Toàn quốc lần thứ 11 thì các ông chí thấy là Thủ tướng cũng đặt vấn đề này hết sức là quan trọng. Và Thủ tướng nêu ra là mỗi thanh niên phải là một chiến binh khởi nghiệp. Tức là làm sao để phải cổ vũ, phải thúc đẩy, tạo môi trường, phải hỗ trợ cho các bạn thanh niên khởi nghiệp một cách mạnh mẽ nhất. Thì gắn với nội dung đấy thì chúng ta sẽ có những giải pháp hết sức cụ thể. Thứ nhất là chúng ta sẽ tổ chức các cái cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp cho các khối đối tượng thanh niên. Hiện nay thì trong chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chúng ta xác định 3 cái nhóm đối tượng ưu tiên. Đấy là sinh viên, đấy là doanh nhân trẻ và thanh niên nông thôn. Và chúng ta sẽ có những cái cuộc thi, những cái diễn đàn, những cái hoạt động hỗ trợ để thúc đẩy cái hoạt động khởi nghiệp trong 3 khối đối tượng này. Cái cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên, cái Student Start Idea thì đã thực hiện năm nay là năm thứ 2 rồi. Năm 2018 thì chúng ta cũng sẽ khởi động cái cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn. Và các cái hoạt động hỗ trợ thanh niên là doanh nhân trẻ khởi nghiệp thì cũng đã được thực hiện trong 3 năm vừa qua, và năm nay chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện. Ta sẽ xây dựng cái sàn ý tưởng khởi nghiệp, thiết lập cái mạng lưới để liên kết giữa các cơ quan, tổ chức, các ý tưởng khởi nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Và đặc biệt là chúng ta sẽ đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực, nội dung hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp. Cái này thì đã được đưa vào hoạt động từ năm 2017. Và báo cáo các đồng chí là hiện nay thì ở các địa phương cái chuyển động này cũng rất tốt. Và như đồng chí thứ nhất có thông tin lại chúng ta trong hội nghị ban chấp hành ấy, thì nhiều địa phương là ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đứng ra chủ trì, nhưng mà giao cho thanh niên là lực lượng thực hiện, lực lượng nòng cốt để thúc đẩy cái hoạt động khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Ninh Thuận, Bến Tre, rất nhiều các cái địa phương đang chuyển động rất tích cực trong cái việc này. Chúng ta cũng sẽ định kỳ 6 tháng một lần tổ chức các buổi đối thoại, diễn đàn để gặp gỡ giữa doanh nhân trẻ với thanh niên khởi nghiệp, giữa các lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước ở địa
phương, ở trung ương và trung đoàn, trung hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trung hội Thanh niên trẻ Việt Nam thì sẽ định kỳ hàng năm tổ chức cái diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam. Đây là cơ hội để chúng ta tham vấn chính sách, đây là cơ hội để ta kiến nghị chính sách và thực hiện cái chuyện kết nối giữa cộng đồng khởi nghiệp với lại các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách nhằm giải quyết một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất những khó khăn vướng mắc liên quan đến môi trường thể chế đang đặt ra đối với lại cộng đồng khởi nghiệp. Chúng ta cũng sẽ nỗ lực để ra mắt quỹ thanh niên khởi nghiệp của trung đoàn, kêu gọi nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để tham mưu chính sách chế độ ưu đãi về nguồn vốn và lãi suất cho thanh niên khởi nghiệp. Đối với lại cái chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì hiện nay là báo cáo các đồng chí là đồng chí Bí thư Nhất cũng chỉ đạo các ban tham mưu là hoàn thiện lại để trình các bộ ngành chức năng thẩm định và báo cáo thủ tướng để có thể phê duyệt cái đề án này nhằm tạo một cơ chế để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp và tạo cơ chế để cho ủy ban dân các địa phương có cái công cụ, có cái phương thức để hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp tốt hơn. Bên cạnh đấy thì như tôi đã nói ở trên, chúng ta tiếp tục hỗ trợ các giải pháp về vốn thông qua chương trình với ngân hàng sách xã hội, thông qua quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thông qua cái vốn 120, thông qua cái chuyện liên kết với lại các cái ngân hàng thương mại và thông qua cái quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương mà nhiều địa phương các chính cũng đã có và đã thành lập được để thúc đẩy cái hoạt động này. Nội dung đồng hành thứ ba đấy là đồng hành với thanh niên trong rèn luyện phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần. Ở đây thì các giải pháp thì chúng ta cũng đã thực hiện trong nhiều năm qua. Tôi báo cáo thêm một ý liên quan đến cái từ gọi là kỹ năng trong cuộc sống. Tại sao lại gọi là kỹ năng trong cuộc sống mà không phải kỹ năng xã hội, không phải kỹ năng sống, không phải là kỹ năng mềm như các thuật ngữ mà chúng ta hay nghe ở trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là ở các cái chương trình đào tạo kỹ năng của các đơn vị, các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo kỹ năng ở bên ngoài. Và bây giờ thanh niên, thiếu niên thì đang đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống rất là lớn. Và chúng ta cũng thừa nhận là các bạn thiếu kỹ năng. Cuộc sống ở đây nó rất là rộng, bao gồm cả cái chuyện ứng xử trong gia đình, ứng xử cái cộng đồng, ứng xử nơi học đường, ứng xử nơi làm việc. Đặt ra rất nhiều vấn đề như vậy. Chứ không đơn thuần là kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm thì chỉ đặt đến vấn đề là kỹ năng trong lao động thôi, trong làm việc nhóm, trong phối hợp với người khác để hoàn thành một công việc, đúng không? Kỹ năng học tập, kỹ năng nghiên cứu thì là trong nghiên cứu thôi. Như vậy đặt vấn đề là kỹ năng trong cuộc sống thì nó rộng, nó bao phủ và từng khu vực, từng lĩnh vực, từng đối tượng. Thanh thiếu nhi thì chúng ta sẽ lựa chọn những nhóm kỹ năng cụ thể để tổ chức các cái hoạt động huấn luyện, các cái hoạt động trang bị kỹ năng cho các bạn thanh thiếu nhi. Và đây là một cái yêu cầu mà có thể nói là 5 năm vừa qua chúng ta làm cũng chưa tốt. Nếu nói là kỹ năng cho thanh thiếu nhi thì chúng ta loanh quanh báo cáo đi báo cáo lại mô hình là học kỳ quân đội, rồi mấy năm gần đây thì mô hình là học kỳ công an. Thực ra cái đấy là cho các em là thiếu niên nhi đồng chứ đâu phải là cho thanh niên đâu, đúng không? Học kỳ quân đội, học kỳ công an đâu phải cho thanh niên đâu. Như vậy thì kỹ năng cho thanh niên là cái gì? Thậm chí hành trình trải nghiệm sáng tạo cũng là cho thiếu nhi chứ không phải cho thanh niên. Vì vậy cái vấn đề là kỹ năng cho thanh niên thì tôi thấy duy nhất có cái câu chuyện là kỹ năng trong học tập nghiên cứu thì người ta để ý, ta tổ chức thông qua các câu lạc bộ học thuật, các câu lạc bộ chia sẻ kiến thức ở trong trường học thôi. Còn những vấn đề về kỹ năng khác là ta chưa chú ý. Như vậy thì các ông chí đọc và nghiên cứu kỹ những nội dung ở trong văn kiện và trong chương trình hoạt động thì sẽ thấy có những nhóm kỹ năng mới, có những vấn đề và giải pháp mới liên quan đến trang bị kỹ năng cho cuộc sống cho từng đối tượng thanh thiếu nhi mà ta cần ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. Các bạn trong lực lượng vũ trang thì sẽ xác định những nhóm kỹ năng riêng cho thanh niên của mình. Thanh niên cơ sở đoàn ở trong khối công nhân thì sẽ xác định những kỹ năng khác. Khối công chức viên chức thì xác định những kỹ năng khác. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Bên cạnh đấy thì chúng ta nỗ lực cố gắng hơn để có những cái sản phẩm về văn hóa, sản phẩm về vui chơi giải trí hiện đại hơn, thu hút hơn, tạo hiệu ứng tốt hơn để các bạn thanh thiếu nhi có một cái môi trường vui chơi giải trí lành mạnh hơn, đặc biệt là trên không gian của mạng xã hội hiện nay. Nhóm nội dung thứ ba, tôi xin báo cáo với toàn thể các ông chí một số lưu ý trong quá trình cụ thể hóa và triển khai thực hiện ba phong trào, ba chương trình.
Thứ nhất là chúng ta phải chú ý luôn bám sát chủ trương của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị. Đây là cái hết sức quan trọng. Khung chung là như vậy, nghị quyết là như vậy, chương trình hành động của toàn đoàn là như vậy. Nhưng lựa chọn công việc gì, lựa chọn vấn đề gì, giải pháp như thế nào ở từng đơn vị, ở từng địa phương và trong từng thời gian, thời điểm thì mỗi cấp bộ đoàn chúng ta phải suy nghĩ. Nếu coi như đoàn chúng ta là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì chúng ta có 3 khách hàng. Khách hàng quan trọng đầu tiên nhất chính là thanh thiếu nhi. Đối tượng thứ hai là cấp ủy và chính quyền ở địa phương, đơn vị. Và khách hàng thứ ba đấy chính là bà con nhân dân. Làm sao mà phải tạo được sự đồng thuận và hài lòng của cả ba cái nhóm đối tượng khách hàng này thì phong trào và chương trình chúng ta triển khai mới được gọi là thành công. Như vậy thì muốn như vậy thì cái đầu tiên chúng ta phải nghiên cứu kỹ, đúng không? Trong quá trình duyệt đại hội chúng tôi cũng quán triệt rất kỹ cái này. Các ông chỉ phải nghiên cứu kỹ văn kiện đại hội đảng bộ của địa phương, của đơn vị mình để tìm công việc, tìm nội dung, tìm nhiệm vụ mà đảng giao cho đoàn để xác lập nội dung, giải pháp, xác lập công việc. Bên cạnh đấy thì cần phải nhạy bén, nắm bắt tình hình thực tiễn để phát hiện những vấn đề mới phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào, phát hiện những vấn đề mới của thanh niên, những nhu cầu mới của thanh niên để chúng ta thiết kế phong trào. Thì tôi cho rằng đây là cái công việc hết sức quan trọng trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết, các ông chí hết sức lưu tâm. Vấn đề thứ hai là chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, các tổ chức kinh tế xã hội để triển khai các phong trào bằng những cái chương trình, bằng những cái đề án, bằng những kế hoạch cụ thể. Chúng ta vẫn thường nói đùa với nhau là mục tiêu đặt ra thì rất lớn, đúng không? Công việc thì rất nhiều, nhưng mà quay trở lại vấn đề đầu tiên là vấn đề tiền đâu thì lại không có. Nhưng mà báo cáo các ông chí, nếu mà cái gì mà cũng cần đến tiền thì chắc là không cần phải thanh niên nữa, không cần phải đoàn thanh niên nữa, lúc đấy chắc người ta giao cho các sở ngành làm thôi, đúng không ạ? Theo các cái chương trình, theo các cái đề án của các sở ngành thôi, chứ đâu cần cái sự tham gia, đâu cần cái vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên chúng ta nữa. Như vậy thì chúng ta phải tính toán, phải lựa chọn công việc để triển khai, nhưng đồng thời phải biết kết hợp với nguồn lực của các sở ngành, nguồn lực của các tổ chức kinh tế xã hội, phải thực hiện cái việc xã hội hóa để thực hiện các chỉ tiêu, các mục tiêu đặt ra. Sau này không có chuyện nói là ôi em khó khăn lắm, nguồn lực hạn chế, địa phương cung cấp kinh phí, trung ương chẳng hỗ trợ cái gì cả thì cũng có cơ sở gì để triển khai. Thế rồi một số địa phương, một số các ông chí cũng phàn nàn là các đề án mà trung ương ban hành, thậm chí có những đề án là tham mưu thủ tướng chính phủ ký quyết định, cuối cùng là không có nguồn lực để các ông chí triển khai thực hiện, thì đấy là lỗi của các ông chí. Trong đề án mà thủ tướng phê duyệt đều có một cái khung chung để giao cho ủy ban dân các địa phương, chúng ta chưa chủ động trong cái việc liên kết với các sở ngành, khai thác nguồn lực từ các tổ chức khác để thực hiện những cái việc này, thì đây là việc mà ta hết sức lưu ý trong cái quá trình cụ thể hóa nghị quyết. Đặc biệt là tại phiên bế mạc vừa rồi thì đồng chí Bí thư nhất và đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Ban Chấp hành Trung đoàn và thay mặt Chính phủ ký nghị quyết liên tịch giữa Ban Chấp hành Trung đoàn và Chính phủ giai đoạn 2017-2022. Đây có thể nói là một cái sự quan tâm rất đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ và của Chính phủ từ nhiệm kỳ trước, và tạo thành một cơ chế rất là tốt để chúng ta tham mưu với ủy ban dân các địa phương ký chương trình phối hợp với đoàn chúng ta. Trên cơ sở với các địa phương thì bắt đầu cụ thể hóa với các ngành và tạo cơ chế về nguồn lực để chúng ta làm. Thì cũng mong là các ông chí lưu ý cái chuyện này và triển khai ngay từ những ngày đầu, năm đầu của nhiệm kỳ để chúng ta ký được cái chương trình phối hợp với ủy ban dân các địa phương nhằm tạo cơ chế, điều kiện về mặt nguồn lực tốt nhất cho việc triển khai phong trào trong giai đoạn tới. Cái thứ ba là phải coi trọng cái kết quả cụ thể và cái tính bền vững trong triển khai các phong trào. Ở đây là vấn đề mà người ta bị nói nhiều. Xã hội người ta cũng nói rồi, đôi khi cấp ủy chính quyền cũng phàn nàn. Làm thì không bền vững. Không bền vững. Năm nay làm, năm sau lại thôi. Thế rồi là cũng không tính toán đến những cái hiệu ứng lâu dài của các cái công trình, các cái phần việc mà ta làm. Thì mong là các chị khi xác lập công việc, khi xác lập công trình, khi xác lập đề án thì ta phải tính đến cái tính cụ thể và cái tính lâu dài của các cái công việc mình làm. Các công việc mình làm.
tính bền vững của các công nghệ này. Nếu không là chúng ta lại rơi vào tình trạng là đầu voi đuôi chuột, đánh trống bỏ rồi, hô hào thì lớn mà không có kết quả cụ thể trong triển khai công nghệ này. Đồng thời phải lấy cái chuyện đo cái chuyện hài lòng của cấp ủy, hài lòng của thanh thiếu nhi làm cái kết quả thực hiện phong trào. Nếu như mà chúng ta có nói là phong trào làm hay thế này hay thế kia đi chăng nữa mà cấp ủy chính quyền đấy đánh giá chưa tốt, bà con nhân dân ở thanh thiếu nhi chưa hài lòng thì cũng không thể nói là phong trào chúng ta hay được, kết quả chúng ta tốt được. Và đặc biệt là lưu ý là phong trào hay là chương trình của đoàn là một công cụ, là một phương thức để chúng ta thực hiện cái chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của đoàn để thực hiện công tác giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng. Nên sản phẩm bằng những công trình, bằng những đề án thì rất quan trọng, nhưng sản phẩm quan trọng cuối cùng đấy là có những thanh thiếu nhi ưu tú ở trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng đối tượng để chúng ta tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng. Nhiều đơn vị làm phong trào thì có thể rất tốt, nhưng trong quá trình phát huy thanh niên thì các đồng chí lại không chú ý đến cái khía cạnh giáo dục thanh niên, bồi dưỡng thanh niên thành những điển hình tiên tiến, thành những cái lực lượng ưu tú để chúng ta có một cái nguồn dồi dào phong phú để phát triển đội, để phát triển đoàn, để tham gia xây dựng đảng. Thì đây là một vấn đề các đồng chí hết sức lưu ý trong quá trình triển khai phong trào. Coi phong trào là một môi trường thực tiễn sinh động, là một phương thức để chúng ta thực hiện chức năng giáo dục đối với thanh thiếu nhi. Nội dung thứ tư, tôi xin báo cáo các đồng chí một số định hướng trong triển khai 10 cái đề án trọng điểm. Hiện nay thì tại đoàn toàn quốc lần thứ 11, chúng ta xác định 11 nhóm chỉ tiêu và 10 cái đề án trọng điểm. Để tôi đọc lại 10 cái đề án để các đồng chí nắm chung. Thứ nhất là đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đề án này thì thực hiện cái chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung đoàn, Trung đảng về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2015-2030. Rồi thực hiện cái đề án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trên cơ sở tham mưu của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Trung đoàn và của Bộ Thông tin Truyền thông. Thứ hai là đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Thứ ba là đề án tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. Thứ tư là đề án đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới. Thứ năm là đề án đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ sáu là đề án tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thứ bảy là đề án phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên. Thứ tám là đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên. Báo cáo chị đây là một đề án mới của nhiệm kỳ này. Thứ 9 là đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn hội đội. Và thứ 10 là đề án đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước, tai nạn và thương tích trẻ em. Như vậy nếu nói là đề án mới của nhiệm kỳ thì chúng ta có hai cái đề án là đề án nâng cao năng lực tiếng Anh và đề án tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích. Còn các đề án khác thì đã được triển khai từ nhiệm kỳ trước. Riêng đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì đã được triển khai từ năm 2016, tức là chúng ta mới hơn một năm của nhiệm kỳ đại đoàn toàn quốc lần thứ 10 sang và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Để các đề án thực hiện có hiệu quả, đảm bảo các mục tiêu đề ra thì mong các đồng chí quan tâm một số nội dung sau. Thứ nhất là căn cứ vào các mục tiêu, nội dung, giải pháp của từng đề án do Trung ương ban hành, quyết định của các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì Ban Thường vụ tỉnh, thành đoàn trực thuộc xây dựng đề án để cụ thể hóa ở địa phương đơn vị mình. Đây là vấn đề mà ban nãy cũng có trao đổi với các đồng chí, thì các đồng chí nhiều khi cũng băn khoăn là đề án Trung ương ban hành ra như vậy nhưng mà có hỗ trợ được gì cho chúng em không. Thì Trung ương cũng nỗ lực tối đa, đúng không? Có những câu chuyện là Trung ương sẽ cùng chia sẻ với các đồng chí về mặt nguồn lực, về phương thức tổ chức, nhưng mà cơ bản các đề án là cách thức để ta tạo cơ chế, và từ cơ chế đấy thì ta tham mưu với lại cấp ủy chính quyền ở địa phương, phối hợp với các sở ngành ở địa phương để tìm kiếm, để tạo dựng nguồn lực và liên kết phối hợp với các tổ chức kinh tế xã hội ở trên địa bàn để tạo dựng nguồn lực và tổ chức thực hiện đề án. Thứ hai là hàng năm thì căn cứ vào định hướng của Ban Bí thư Trung đoàn triển khai thực hiện đề án và căn cứ vào mục tiêu giải pháp đề án của từng địa phương đơn vị thì Ban Thường vụ các tỉnh thành đoàn nên xây dựng cái kế hoạch và chương trình cụ thể. Ở đây thì báo cáo các đồng chí là có những đề án tổng kết lại vừa rồi chúng ta ban hành cũng 3 năm, 4 năm thực hiện trong gần một nhiệm kỳ vừa qua. Nhưng khi quay trở lại kiểm đếm thì thấy là nó chỉ là giấy tờ,
còn thực tiễn đi vào thì chưa có những kết quả cụ thể. Ví dụ như là đề án về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh thiếu nhi. Và Trung ương ban hành đề án như vậy rất cụ thể, lộ trình giải pháp. Xuống kiểm tra, ban bí thư có đi kiểm tra chuyên đề năm 2017, đầu năm 2017 ở 5 đơn vị. Thì thấy là gắn với nghị quyết 25 nữa, thấy là công chí trên giấy thì tốt lắm, ban hành kế hoạch chương trình và đề án, nhưng hỏi vào những sản phẩm cụ thể thì không có gì. Nên cái chuyện có đề án đã là cụ thể rồi, nhưng phải có kế hoạch nội dung trong từng năm và có kiểm đến từng năm thì chúng ta mới theo đuổi các mục tiêu của đề án. Thì mong các ông chí cũng hết sức lưu ý cái điều này. Cái thứ ba là kịp thời báo cáo những cái nội dung phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đề án với ban bí thư trung đoàn. Và cái thứ tư thì đối với các chương trình đề án mà có sử dụng ngân sách nhà nước thì ở đây cũng mong ban thường vụ các tỉnh thành đoàn và các ông chí hết sức lưu tâm trong việc tuân thủ đầy đủ chặt chẽ các quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư, về quản lý tài sản tài chính, về thực hiện các chế độ tài chính và giám sát đầu tư. Chúng ta có cái môi trường và điều kiện rất tốt để rèn luyện kỹ năng, phương pháp lãnh đạo điều hành, tiếp cận với các vấn đề về quản lý kinh tế. Khi mà ta tổ chức thực hiện các đề án, các dự án có vốn ngân sách nhà nước, nếu không có những đề án này chắc là chúng ta cũng ít cơ hội để tiếp cận với những câu chuyện về quản lý nhà nước, ít cơ hội để tiếp cận với những câu chuyện về các vấn đề kinh tế ngành. Và sau này cơ hội để trưởng thành qua các lĩnh vực khác, các môi trường khác thì chúng ta chưa có kinh nghiệm cho cái câu chuyện này. Nhưng mà nếu chúng ta tổ chức thực hiện không tốt, không tuân thủ được các quy định thì cũng để lại những hậu quả không tốt chút nào. Uy tín của tổ chức đoàn bị ảnh hưởng, đúng không? Kiểm toán người ta vào phát hiện có sai phạm, với các cơ quan khác phát hiện có vấn đề này vấn đề kia. Có những trường hợp chúng ta đã mất cán bộ vì câu chuyện các cái dự án phát triển kinh tế xã hội có nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thì chúng tôi mong và đề nghị là với ban thường vụ các tỉnh thành đoàn có các cái chương trình dự án mà sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thì chúng ta phải hết sức lưu tâm các cái nội dung này. Để báo cáo với các đồng chí là tôi vừa báo cáo bốn cái nhóm nội dung cơ bản liên quan đến ba phong trào và ba chương trình của đoàn trong nhiệm kỳ đại đoàn toàn quốc lần thứ 11. Xin báo cáo thêm với các đồng chí một ý là sáng nay khi được đồng chí Bí thư Nhất phân công dự họp thay tại hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương thì trong phát biểu kết luận thì Thủ tướng cũng đánh giá rất cao cái nỗ lực cố gắng của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong triển khai các phong trào thi đua năm 2017. Trong đấy có đánh giá là các đại hội thì đánh giá là đại hội phụ nữ, đại hội cựu chiến binh là thành công, còn đại hội đoàn thanh niên là rất thành công. Và Thủ tướng cũng đề nghị là như vậy, sau đại hội đã rất thành công như vậy thì triển khai các phong trào thi đua trong giai đoạn tới phải thiết thực, hiệu quả, phải gắn với cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Thì các nội dung liên quan đến ba phong trào và ba chương trình mà chúng ta sẽ triển khai trong thời gian tới thì cũng là những nội dung hết sức quan trọng để hưởng ứng phong trào thi đua của năm 2018. Và đặc biệt cũng báo cáo với lại đồng chí Bí thư Nhất và các đồng chí là nếu tính về tốc độ triển khai xây dựng các cái văn bản sau đại hội, cụ thể hóa nghị quyết như là chương trình làm việc toàn khóa, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai nghị quyết thì chúng ta là nhanh nhất, chúng ta là nhanh nhất. Ví dụ như phụ nữ thì cho đến bây giờ là học tập thì xong rồi nhưng mà chưa có chương trình hành động. Cựu chiến binh thì chưa tổ chức được hội nghị học tập quán triệt chương trình hành động và cũng chưa xây dựng được chương trình hành động. Chúng ta như vậy tính từ sau đại hội đến bây giờ là tròn một tháng một tuần là chúng ta đã hoàn thành các cái nội dung, các cái nhiệm vụ của cái việc là cụ thể hóa nghị quyết rồi là học tập quán triệt nghị quyết. Thì cũng mong rằng là các ông chí với tinh thần khẩn trương, tích cực, chủ động như vậy thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục triển khai các công việc của năm 2018 cũng như những năm tiếp theo gắn với ba cái phong trào và ba cái chương trình cách thiết thực hiệu quả để lại những cái dấu ấn mới, những cái sản phẩm mới, những công trình mới cho nhiệm kỳ 2017-2022. Xin cảm ơn các ông chí đã chú ý lắng nghe. Chúc sức khỏe các ông chí.